Sáng nay mắt dưới giờ ngủ không sẽ bắt đầu hành trình du hí Sài Gòn và đặc biệt tất cả các địa điểm nổi tiếng nhất tại Sài Gòn. Nào xin mời tất cả mọi người cùng lên xe. Hey. Ở ngay trước cửa bưu điện thành phố. Đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời. Đấy nha.
Hên ông chưa có chửi á. Còn 50 nãy không? Hôm nay hơn 50 nãy à. Lấy một nãy. Cho bóp vú mấy coi. Rồi, vú bóp cái chèn thôi.
rồi lồi bóp hoài. Tao đi đây. Không có tiền chị. Buồn luôn. Để nó đi đi, mình uống hết chai nước suối này. Đợi bà này mới đi vô trong mình biến luôn. Thôi đường này khó quá. Để coi người làm gì đây.
đây là 1.000. Úp ba la cà na xí bụi gấp lại gấp thiệt là kỹ. Sau đây là tiết mục biểu diễn biến tiền, thấy 1.000 không, gấp kỹ thiệt là kỹ, thiệt là kỹ, lấy 1.000 này mình bỏ vô trong cái túi. Vỗ tài. Coi đây, đây đây. Có 200.000 à. Nhìn ta nè. Ê, chị là sướng quá mày ơi, tao chắc mày mới thằng một tờ, rồi xong đi về. Đây chị trả tiền cho bả đó, mấy kia con hàng bắt chết luôn. Đây nè, tiền nhiều quá. Trong 4 tờ này chị thích, 5 tờ này chị thích tờ nào nhất? Thích tờ nào chỉ đi. Thích thì mình tự gán làm kiếm tiền. Tiền này của tôi. Cành chè đúng rồi. Một bài này là bán bao nhiêu tiền? Hoa quả sơn phải không? Một bài này bán bao nhiêu tiền? 100.000. Bán một trái đi. Thôi không chưa có chuyện đó. Còn tất cả bao nhiêu nãy? Cho 20.000 đi. Còn 50 nãy không? Không. Lấy lửa là nãy nào bự bự á, lấy nãy nhỏ. Bán cái đầu tiên chặt luôn, chặt cái lạnh đi má ơi. Mày đứng ở đây đi, đứng ở đây đi. Cậu bóp vũ mấy coi. Rồi, vũ bóp cái chén thôi thôi lùi, bóp hoài. Gì? Đó không chấm. Hay là người chấm. Rồi rồi rồi. Vô đi, vô đi. Vô từ từ thôi. Thank you.
nhiều hơn nữa. Chỉ cần người con đi tỉnh kinh đi với ba về qua quá sân là được cái chân.
Aku lagi satu dua. Đi qua cam luôn. Đi qua đây luôn nha Sang ơi, qua đây luôn nè. Rồi diễn đây, biến đi nha.